Thưa quý vị và các bạn, những ngày hè tại các tổ dân phố, thôn bản, các chi đoàn, đoàn cơ sở lại nhộn nhịp với việc tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng sống cho các em. Buổi sinh hoạt của các em nhỏ ở thôn Mom Đào, xã Tài Niên, huyện Bảo Thắng ngay sau đây sẽ thể hiện nội dung này. Xin chào tất cả các bạn nhỏ ở thôn Mom Đào, xã Thái Niên. Chào các bạn. Một tràng vỗ tay cho tất cả chúng ta. Rồi. Bây giờ nha, chúng ta có một trò chơi gọi là trò chơi lái xe an toàn. Mỗi buổi sinh hoạt thì bọn cháu thường đến rất sớm để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt. Các buổi sinh hoạt chúng cháu được tìm hiểu rất nhiều kiến thức và cùng chơi trò chơi với các bạn. Rất vui. Khi các cháu đến đông mà tham gia thì tôi thật sự là vui lắm, mà cũng trao đổi và cũng truyền được cho các em được cái bổ ích trong cái dịp hè này. Và cũng tuyên truyền cho các em được nhiều cái kiến thức hơn. Khi tham gia giao thông, chúng ta phải lưu ý điều gì? Đội mũ bảo hiểm. Gì nữa? Đi xe bên phải. Đi bên phải này. Khi mà nhìn thấy đèn xanh thì chúng ta phải làm gì? Phải đi. Đèn đỏ thì như nào nhỉ? Phải dừng. Chủ yếu thì các thôn đều lựa chọn tổ chức là vào thứ bảy chủ nhật, thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Một số thôn mà có số dân cư cụm hơn ấy thì người ta sẽ tổ chức vào buổi tối, còn hầu hết là sẽ tổ chức vào ban ngày, buổi sáng thứ bảy, sáng chủ nhật, chiều thứ bảy, chiều chủ nhật. Chấp hành luật giao thông, ta cùng nhau đồng lòng tô màu cuộc sống học mang. Như năm nay thì cũng sẽ sinh hoạt theo 5 cái chủ đề chính, ví dụ như là phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, điện giật, rồi chó dại cắn, hoặc là an toàn giao thông. Đấy, những cái chủ đề mà các bạn sẽ dễ gặp phải trong các cái dịp nghỉ hè. Chính vì vậy mà chúng tôi tổ chức những cái hoạt động như vậy để cho các bạn có thêm kiến thức và kỹ năng trong dịp hè.